từ những ngày đầu dịch COVID-19 bùng phát, nhiều phóng viên, nhà báo đã bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh từ các nguồn tin quốc tế, các nguồn tin chính thống trong nước, thậm chí không quản ngại hiểm nguy, đi vào tâm dịch để kịp thời truyền tải những thông tin nóng hổi, chân thực nhất về công tác chống dịch. Bọn mình cũng được tạo điều kiện rất là nhiều, không chỉ là tạo điều kiện ở phía cơ quan, nơi mà mình công tác, còn tại các cái đơn vị nơi mà trực tiếp điều trị cho bệnh nhân COVID-19 thì chuẩn bị cho mình những cái trang phục bảo hộ làm sao để bảo an toàn nhất này, cung cấp cho mình những cái thông tin chính thống nhất này, nhanh nhất này, để mà mình kịp thời đưa đến với độc giả. Mọi thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thì đều được cập nhật liên tục tại địa chỉ trang thông tin về dịch bệnh của Bộ Y tế và cung cấp đầy đủ cho báo chí truyền thông, đưa tin từng ngày từng giờ nhằm bảo đảm quyền tiếp cận và minh bạch thông tin. Mới đây, tạp chí Fox đã công bố kết quả điều tra của công ty nghiên cứu thị trường YouGov cho biết, với 89% người được hỏi tán thành, Việt Nam đứng đầu trong số các quốc gia có chỉ số tin cậy cao nhất đối với các thông tin về COVID-19 trên báo chí. Không chỉ với phóng viên trong nước và với mảng đề tài về COVID-19, Việt Nam còn tạo điều kiện và hỗ trợ tác nghiệp cho cả những hãng tin, phóng viên nước ngoài quan tâm, phản ánh đúng và khách quan về tình hình Việt Nam, đặc biệt là đối với những vấn đề mà quốc tế chưa hiểu rõ hoặc các phóng viên khó có thể tự mình tiếp cận. Các phóng viên Việt Nam có thể có rất nhiều cơ hội đến thăm trại giam. Đối với các đoàn báo chí quốc tế thì số lượng các chuyến thăm ít hơn. Vì vậy tôi thấy đây là một bước tiến lớn của Việt Nam trong tiến trình công khai minh bạch vấn đề nhân quyền. Khi mà các phóng viên nước ngoài do dịch bệnh không vào được thì chúng ta tập trung vào tận dụng các cái số phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam. Chúng ta tạo điều kiện cho họ hoạt động tốt hơn. Chúng ta cung cấp thường xuyên thông tin cho họ, chúng ta mời họ đến dự các cái sự kiện quan trọng. Có thể thấy rằng, trong mọi hoàn cảnh, Đảng, Nhà nước không chỉ tôn trọng, bảo vệ mà còn tạo mọi điều kiện để không ngừng cải thiện tự do báo chí, góp phần xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, là động lực mạnh mẽ cho công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập của đất nước.